Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã đăng ký tham gia cái series tự học Crazy Talk Animator tại website làmphimhoạt hình.com. Ở trong cái chuỗi series này, chúng ta sẽ cùng học cách sử dụng phần mềm Crazy Talk Animator và một số những cái phần mềm liên quan để làm sao giúp các bạn thực hành làm một cái đoạn phim hoạt hình hoặc là một chuỗi cái series phim hoạt hình mà do các bạn lên ý tưởng. Và làm từ A đến Z, từ lúc lên ý tưởng, tạo nhân vật, diễn hoạt cho nhân vật và đến ghép những cảnh quay trở thành một cái bộ phim hoàn chỉnh. Ok, thì ở trong phần này, thì ở trong cái chuỗi series này chúng ta sẽ sử dụng phần mềm Crazy Talk Animator. Và đồng thời chúng ta cũng sẽ cần đến sử dụng một số những cái phần mềm khác và mình cũng sẽ giới thiệu cơ bản trong cái series này, bao gồm là sử dụng Adobe Photoshop này. Các phần mềm dựng phim như là Vegas Pro hoặc là Adobe Premiere, Adobe After Effects nếu như các bạn cần để chỉnh hiệu ứng, sử dụng Adobe Audition hoặc là Adobe Illustrator. Adobe Audition thì có thể là thu âm đó. Adobe Illustrator kết hợp với Adobe Photoshop để tạo nhân vật. Ok, thì trong cái series này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tất cả những cái đó. Tất nhiên là mình sẽ không đi sâu vào từng cái phần mềm mà mình sẽ chỉ tập trung vào Crazy Talk Animator thôi. Còn những cái phần mềm khác bổ trợ thì chúng ta sẽ gọi là học kèm. Đó. Thì chắc chắn là đối với các bạn mới kể cả những các bạn mà chưa bao giờ tìm hiểu về Crazy Talk Animator cũng như các bạn chưa bao giờ tìm hiểu về học làm phim hoạt hình thì các bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thì mình sẽ chia sẻ một số những cái website mà các bạn có thể lên tìm hiểu và chúng ta sẽ có những cái thông tin để hỗ trợ cho việc học của mình. Đầu tiên trang web quan trọng nhất các bạn có thể vào đó là trang realution.com. Đây là trang chủ của phần mềm Crazy Talk Animator và chúng ta sẽ vào đây lựa chọn về cái mục Crazy Talk Animator và ở đây có rất là nhiều những cái thông tin bổ ích mà các bạn có thể xem. Có cả những cái tutorial bằng tiếng Anh thì các bạn cũng có thể học làm theo và trong này rất là hữu ích. Ngoài ra ở trên này cũng có luôn là những cái đường link download cái phần mềm Crazy Talk Animator này. Đấy, các bạn hãy tự tìm hiểu nhé. Trong cái clip tiếp theo thì mình sẽ nói kỹ hơn về những cái mục mà trên này. Tiếp đến là trang web website của mình. Làmphimhoạthình.com, viết tắt là làmphimhh.com. Thì ở trên này mình có chia sẻ một số những cái tip làm phim hoạt hình hay là những cái đường link download phần mềm mà mình đã sưu tập được hoặc là mình đã đúc rút ra trong quá trình làm phim hoạt hình thì các bạn có thể tham khảo ở trên này. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì các bạn cũng có thể viết nhận xét ở trên đây thì cũng sẽ hiện ra ngay và mình có thể comment trả lời các bạn. Tiếp đến là website, tiếp đến là Facebook fanpage là Parker Barnaby. Thì ở đây chính là tên YouTube, cũng chính là cái trang YouTube của mình luôn. Tên của trang YouTube mình luôn, Parker Barnaby. Thì các bạn có thể vào đây để xem. Thì mình sẽ update một số cái bài viết mới ở trên website thì mình cũng sẽ update lên đây là mới nhất. Các bạn hãy like fanpage của mình và để có những cái cập nhật mới nhất nhé. Thì nói chung là cũng ủng hộ mình. Ok. Tiếp đến, trong quá trình các bạn học tập và làm thì các bạn có rất nhiều câu hỏi thì các bạn hãy đặt những cái câu hỏi của mình ở trên group Facebook là hỗ trợ Crazy Talk Animator Việt Nam. Ở trên này thì có rất là nhiều bạn, các bạn ý đã sử dụng phần mềm Crazy Talk Animator một thời gian dài và cũng như các bạn ý cũng có nhiều bạn mới. Thì các bạn có thể tham khảo những câu hỏi trên này hoặc các bạn cũng có thể đặt những câu hỏi trên này thì mình và các bạn ở trong group sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Đó, thì với những cái thì vì với những cái thông tin như vừa rồi mình nghĩ các bạn có thể là tự tìm hiểu thêm và sau đó sẵn sàng chúng ta sẽ bắt đầu vào những cái clip tiếp theo để học tập cũng như là tìm hiểu sâu hơn về phần mềm Crazy Talk Animator. Ok. Ok, vậy là xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Bye bye.